Ngài đã ngự đến nơi an lạc, bậc sanh bậc diệt đại niết bàn. Lô Ca Quý Đô, Đức Thế Tôn hiệu Lô Ca Quý Đô, bởi Ngài đã thông suốt tam giới hiệu Anuttaro, bởi Ngài có đức hạnh không Burisattha Tôn hiệu Burisattha Massarathi, bởi Ngài là đấng tế độ những bút sa năng. Đức Thế Tôn hiệu Sattha Đề Qua Manut Sa Năng, bởi Ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Bụt Thô, Đức Thế Tôn hiệu Bụt Thô, bởi Ngài giác ngộ lý tưởng diệu đế và đem ra giáo hóa chúng sanh cùng biệt với. Phá Ga Hoa Tí, Đức Thế Tôn hiệu Phá Ga Hoa, bởi Ngài đã siêu cực tam giới, là Ngài không còn luân hồi lại nữa. Nạp Thi Mê Sa Ra Năng Anh Nhân Bụt Thô Mai Sa Ra Năng Quá Răng Ê Tê Na Sắc Chá Quách Dê Na Hồ Tu Mê Chá Giá Măng Ga Lăng. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có Đức Phật là quỷ bảo, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này. Xoa Hoa Kha Tô Phá Ga Hoa Ta Thâm Mô, nghĩa là tam tạng pháp bảo của Đức Thế Tôn đã khẩu truyền y theo chánh pháp. Thâm Mô là pháp thánh có chính hạng, bốn đạo bốn quả và một niết bàn. Sang Đích Thí Cô là pháp mà chư thánh đã thấy chắc biết chắc, bởi nhờ kiến tánh chẳng phải vì nghe vì tin kẻ nào khác, nghĩa là tự mình thấy rõ chân lý. A Ca Lý Cô là pháp độ cho đắc quả không chờ ngày giờ, là khi nào đắc đạo thì đắc quả không chậm. E Hi Ba Sĩ Cô là pháp của chư thánh đã đắc quả, có thể ứng quả cho kẻ khác biết được. Ô Ba Na Di Cô là pháp của chư thánh đã có trong do nhờ phép thiền định. Bát Chánh Tăng Quy Lý Tát Bồ Vinh Nhu Hí là pháp mà các hàng trí tuệ, nhất là bậc thượng trí, được biết, được thấy tự nơi tâm. Nát Thi Mê Sa Ra Năng Anh Nhân Thâm Mộ Mê Sa Ra Năng Quá Răng Ê Tê Na Sắc Chá Quách Chê Na Hồ Tu Mê Chá Gia Măng Gá Lăng. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có pháp bảo là quỷ báo, nên con phải làm thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này. Subhati Bano Phagavato Sa Wakasankho, đang là các bậc thính văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chính chắn y theo chánh pháp. U chu ba ti ba no pha ga wa to sa wa ka sang kho, tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chính chắn y theo thánh pháp. Nhà gia ba ti ba no pha ga wa to sa wa ka sang kho, tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành để giác ngộ niết bàn, là nơi an lạc dứt khỏi các sự thống khổ. Sa mi chi ba ti ba no pha ga wa to sa wa ka sang ngô, tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu theo phép giới định tuệ. Dạ đi đăng chát ta ri bu ri sa yu ga ni, nếu đếm đôi thì có bốn bậc tăng đà đắc đạo cùng quả tu đà quần, tăng đà đắc đạo cùng quả tư đà hàm, tăng đà đắc đạo cùng quả a na hàm, tăng đà đắc đạo cùng quả a la hán. Atta purisa bhogala, tăng nếu đến chiếc thì có tám bậc tăng đà đắc đạo tu đà quần, tăng đà đắc quả tu đà quần, tăng đà đắc đạo tư đà hàm, tăng đà đắc quả tư đà hàm,
tăng đà đắc đạo a na hàm tăng đà đắc quả a na hàm tăng đà đắc đạo a la hán tăng đà đắc quả a la hán ê sa pha ra quá tô sa quá ca sang khô chư tăng ấy là các bậc thinh văn đệ tử Phật a hồ nay vô các ngài đáng thọ lãnh 41 vật dụng của tính thí ở phương xa đem đến dân cúng cho những người có giới hạn. Ba hồ nay vô các ngài đáng thọ lãnh của tính thí mà họ dành để cho thân quyến cùng bầu bạn ở các nơi, nhưng họ lại đem đến dân cúng cho các ngài. Đặt khi này vô các ngài đáng thọ lãnh của tính thí tinh lý nhân quả đến dân cúng. Anh cha lý ra ni vô các ngài đáng cho chúng sanh lễ bái anut ta rằng quân nhắc khách tăng lô khách xa các ngài là phước điền của chúng sanh không đâu bị kiệt nát thi mê sa ra năng anh nhang khổ mê sa răng quá răng ê tê ná sắc cha quách dê ná hồ tu mê cha gia măng ra lăng chẳng có chi đáng cho con phải nương theo chỉ có tăng là quỷ báo nên con phát lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này. Quanh đa mi chê ti văn sập băng, sập bát tha nê su bát thi tăng, sa ri ri ca tha tu ma ha bồ thình, bụt đa ru băng sa ca lăng, sa đa. Con xin thành kính làm lễ tất cả bảo tháp Ngọc Xá Lợi Đại Thọ Bồ Đề và Kim Thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Thế Tôn lời dạy tọa tường, năm điều quán tưởng phải thường xét ra. Ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lục qua canh tàn. Ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành. Ta đây sự chết sẵn dành, thế nào tránh thoát tử sanh đến kỳ. Ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quỷ mến ta đi biệt mà. Ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tột sâu tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phân minh kết thành. Sắp bề sát ta a ra hồn tu su khi ta hồn tu nít đúc ca hồn tu áp gia bất cha hồn tu a ni kha hồn tu ni kha du ca hồn tu a ro ga hồn tu sam bát tì hi sa mít chan tu su khi a ta năng ba ri ha ran tu đúc khắp bát ta cha nít đúc khà phá dấp bát ta cha nít phá già sâu khắp bát ta cha nít sâu ca hồn tu sắp bề bi bà ni nô nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có quan trái tận nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Dạ bảo, xin đạo tràng cùng với mắt ta tắc bạch để xin thọ trì quy giới ạ. U ca sa ma yang phàn tê quy sùng quy sùng rắc kha na tha yát thi sa ra nề na sa bàn cha si la ni ya cha mát. Bạch quá đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tâm quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Đu ti dầm bi ma yang phàn tê quy sùng quy sùng Rakhanatha Yati Sarane Nasaha Banjasi Lani Yachama.
Bạch quá đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Ta ti dâm ma văn phàm tê quy sùng quy sùng rakhanatha yati sarane nasaha bành cha si la ni ya cha ma. Bạch quá đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Và con xin dâng ích cho ngài để ngài truyền quy giới cho đạo tràng chúng con. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Thầm Mai Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Trước tiên cái lễ chư tôn cho được tăng trong những nickname mà chúng tôi không được rõ. Chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Mình chào chị Mạch Ta, chị Trang Nguyễn Hằng, chị Thi Lâm, chị Như Quang. Xin được thay mặt chư tăng truyền tâm huy và ngũ giới để đạo tràng pháp hội. Bụt đăng sa đăng ga chi ha mi, con nên mình lòng thành kính xin quy y Phật. Đăng mong sa đăng ga chi ha mi, con nên mình lòng thành kính xin quy y Pháp. Sang căng sa đăng ga chi ha mi, con nên mình lòng thành kính xin quy y Tăng. Đồ ti yam vi bụt đăng sa đăng ga chi ha mi, con nên mình lòng thành kính xin quy y Phật. Lần thứ nhì. Đức Di Lặc Bồ Tát mong sợ năng cai chế hà mi, con nên mình lòng thành kính xin quy pháp lần thứ. Đức Di Lặc Bồ Tát căng sợ năng cai chế hà mi, con nên mình lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì. Đà Di Lặc Bồ Tát sợ năng cai chế hà mi, con nên mình lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Ta thi yam vi đắc mang sa năng ca chi ha mi, con nên mình lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba. Ta thi yam vi sang thắng sa năng ca chi ha mi, con nên mình lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Bụt thằng sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Thâm mạng sa ra nàng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Sang khang sa ra nàng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Đu ti dầm bi bút thằng sa ra nàng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ. Tu ti dập mi thâm mạng sa ra nàng cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ nhì. Tu ti dập mi sang khang sa ra nàng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì. Ta ti dập mi muốt thằng sa ra nàng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Ta ti dầm bi thâm mạng sa ra nàng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba. Ta ti dầm bi sang khang sa ra nàng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ ba. Tì sa ra na ca hát đăng li thi tăng, pháp vi đảm bảo tròn đủ, chỉ có vi nhiều. A ma phàn tê dạ xin vâng. Bà na thi bà ta về là mạnh đi sẽ khó bất năng tâm anh gia mi. Còn xin quan những điều học là quy tánh xa sự sát sanh.
Adinnadinam Veramani Sikhapadang Samadhyami Con xin mấy những điều học là quý tránh xa suy trộm cốc Kame Sumichacharam Veramani Sikhapadang Samadhyami Con xin mấy những điều học là quý tránh xa suy tà hạnh Musawadam Veramani Sikhapadang Samadhyami Con xin mấy những điều học là quý tránh xa sự nói dối Suramirayamachapamadathana Veramani Sikhapadang Samadhyami Con xin mấy những điều học là quý tránh xa sự dễ uống rượu và các chất say Banati bhatta veramani sakha badang samadhyami Con xin vâng dự luật là cố ý tránh xa sự sát sanh Adinna dana veramani sakha badang samadhyami Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp Kame sumicca chara Veramani Sikha Badang Samadhyami Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh Musawada Veramani Sikha Badang Samadhyami Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối Suramirayamachapamadathana Veramani Sikha Badang Samadhyami Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say Imani Pancha Sikha Badani Sadukang Katuang Appamadena Nichakalang Samarakitapang Như Phật tử sau khi toàn trì tâm quy vùng ngũ giới nơi tâm bảo rồi phải ráng bao nhiêu hành theo cho được trong sạch đừng có dễ vui A ma phàn tê dạ xin vâng Sile na sukatin yanti, sile na po katham bhadhan, sile na niputin yanti, Tasman silang vị số thát dê Các chúng sinh được sinh về coi trời cũng nhờ dự giới được giàu sang cũng nhờ dự giới được giải thoát nhâm niết bàn cũng nhờ dự giới bởi có cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được tâm sạch đừng để lâm nhơn sa thủ lành thai Uttamang ghe na hoàn đề hằng bà đa bằng sầm quá rút ta mang Bút thể vô khá lý tô đô sô bút thô khá má tú tăng Ma mang con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần với chân Đức Phật Là đấng chí tôn chí thánh các tội lỗi mà con đã vô ý phạm nên Phật bảo Cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con Uttamang ghe na hoàn đề hằng thăm mạnh quý thần quá tặng Thăm mẹ vô ca li tô đô sô thăm mô Kha ma tu tăng ma mang Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo Là pháp học và pháp hành Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo Cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con Uttamang ghe na hoàn đề hằng Sang khành cha đu quy đốt ta mang Sang kề dò khá lý tổ đồ sô sang khổ Kha ma tu tăng ma mang Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ Hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo Cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con Dạ con xin dâng nguyện cho Ngài chúc phúc cho đạo tràng chúng con ạ.
Tarani yamat pakusale na yantang santang padang abisambay chetang ko cho chesu wa cho cha samudu anatimani. Người hàng mong an tịnh nên thể hiện pháp lành, có khả năng chấp pháp hiền hòa, không kiêu mạn. Santo sako jesuvaro ja ambagicho ja salokavo ti santen riyo ja nebako ja ambagapo kule su ananugeto. Sống dễ dàng, tri túc, thanh đạm không rộng ràng, lục căn luôn trong sáng, trí tuệ càng hiển minh, chuyên cần không quyến niệm. Nà cho cụt đăng sá ma cha rê kinh chì dê nà quyên nhu bá rê ngô phá quá đầy dung thú kỳ nô hoa kê mi nô hôn tù sầm bê san ta phá quanh tù sư kỳ tát ta. Không làm việc ác nhỏ mà bậc trí hiền chê nguyện thái bình an lạc, nguyện tất cả sinh linh tràn đầy muôn hạnh phúc. Ye ke chi ba na phu tan thi ta sa wa tha wa ra wa na wa se sa di ka wa ye ma han ta wa ma chi ma ra sa ka nga nu ka thu la. Chúng sanh dù yếu mạnh lớn nhỏ hoặc trung bình thấp cao không đồng đẳng, hãy chúng hữu tình, lòng từ không phân biệt. Địch tha hoa dê hoa địch tha dê cha đu re hoa san tia hủy đu re phu ta hoa sam pha vệ si hoa sam bê san ta pha quanh tu su kỳ tát ta. Thủ hình hoặc vô hình, đã sinh hoặc chưa sinh, xa không dễ xiết, nguyện tất cả xin được tràn đầy buôn hạnh phúc. Nam Phật Lô Bà Răng Nị Cồm Bê Thế Nhà Ti Mạnh Nhê Thật Cả Thế Chí Năng Kinh Chếp Gia Rô Sá Na Bà Đi Gà Sân Nha Nành Nhà Mạnh Nha Sá Đục Hà Mì Chay Dạ. Đừng lừa đảo lẫn nhau cho bất mãn điều gì, đừng mong ai đau khổ vì tâm niệm sân si hoặc vì nỗi oán tưởng. Mà ta dân tha ni dân bồ tăng a giúp ta e cà bồ tâm an ura kê vầm bí sâm bó phù tê su ma na sang pha vệ dê a pa rì ma năng. Hãy nói rộng tâm hy sinh như từ mẫu suốt đời, nó che chở đứa con một của mình, hãy phát tâm vô lượng đến tất cả sinh linh. Mày ta sao còn lô ca sư miên ma nó sang pha và dễ pha rịp ma năng ụt đăng á thô chất tự dẫn cho sâm ba đăng á quê răng á sâm ba tăng. Từ bi giao cùng khóc cả thế gian khổ hải trên dưới và quanh mình, không hề hỏi trái, không giận hờn oán thù. Thì thành cha răng ni xin nô qua sẽ gia nô qua giao và ta sẽ bị các tâm biết tu huệ tăng sẽ tin là thì thầy và brahm hệ tăng quý hà răng ni tham ma hu. Khi đi đứng ngồi nằm bao giờ còn thức tỉnh giữa niệm từ bi này, thân tâm thường thanh tịnh phạm hạnh chính là đây. Đi thình cha anu bà găm mà xì lọc qua đá sá nê nè xăm văn nô cà mê xô vi nay giác ghê thăng này chả tu gặp phát xe dân. Bồ nạ rê tì tì ai xá li kháng thủ có dân hành nghiêm trì đạt chánh tri viên mãn, không ai nhiễm dục trần thoát ly đường sanh tử. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ tâm mọi điều, lắm vương thần lực có nhiều, đồng sinh quan hỷ phước đều, chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, nguyện thuộc cánh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con quy thụ đạo màu, tu hành tinh tận ngọ hầu vô sanh. Văn kinh chí cu sa la căm mạng kết tắc bằng kí ri văn ma ma ca dê na hoa cha ma na sa ti đa sê su ca tăng dê sạch ta sanh nhi nô ác thi dê cha sạch ta a sanh nhi nô ca tăng buôn nhá pha lăng mây hằng sập bê pha ghi pha quan tu tê dê tăng ca tăng su quy đi tăng định năng buồn nhã phá lặng mai già dê cha tát tha na cha nàn ti đề hoa gạnh tòa ni huệ đã dùm sập
bê lô cầm hi dê sát ta chi quan ta ra ê tu ca ma nhôn năng phô cha năng sắp bê la phan tu ma ma chê ta sa ti phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành nên là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đau lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà tiên phạm tiên cùng là Phật trời vô tưởng được mà hưởng an phước con hồi hưởng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lạnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng định hầu mặt ngay có người làm phước được rài lại đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lạnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường sinh thâu bao cũng dường hóa thành thực phẩm mùi hương tỏa lòng ý đăng quá tấp ơi buôn nhang sao quá khá gia quá hàng hồ tú xin cho sự phước báo mà chúng con đã chống sạch làm đây hãy làm ổn duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm và con kính tri ân ngài Trí Thức đã truyền quy giới cho đạo tràng chúng con. Con xin sám hối. Dạ, con cũng xin cảm ơn tất cả quý vị có mặt trong đạo tràng đã cùng con lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Và bây giờ con xin dâng mít lại cho ngài để ngài dạy bài học hôm nay. Nam mô Tam Mai Ya, Nam mô Sang Khai Ya. Trước tiên cái lễ chùa tuồng thì được tăng trong những liên hệ mà chúng tôi không được rõ. Chào quý ni sư, tôi cô tu nữ. Chào Thích Mít Ta, Thích Nguyễn Hằng, Thích Thiên Long, Thích Như Quang và Thích Kim. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 232. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức tam bảo tất cả nát tây giá sá quân đà mỹ một thù mà hề si ở hằng tất thà các tù lô cô tám mù tóc bá gá rù ý kết tất tù lô cá sơ sá thai chá lạ đầm mắc hù ý đồ quân đà mắc hành tầng ná rá phù chá này giác rằng Như Lai giác ngộ pháp màu ngài bậc ý thức không tính bằng thoát ly phiền não trôi trăng tôi thường giao chủ trí năng vô lượng từ để ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo dân lương thoát trần con xin đảnh lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tam mô bát đề bồ tát ta sa sa tu nô lô ca nó mình thá sa vi na ca rô cô sa pa nhu bút thập bát đề phù ti san nhã tu văn đà ma hành tăng na ra phù cha này nhắc rằng pháp bảo với như ánh vàng như lai soi sáng vạc mạng vô minh phá tan làm đặc dũng sinh đại dương phật tổ quang minh rõ ràng con xin đảnh lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cũng dường sân khu suốt thôi suốt cái tát sơ sa quốc cô xích kha chú ca mô quốc ca thầm mắt xích kha cô niềm đà bất sân tà đi á nà đá rù quá rù hoành đà mắt hành tàng ra phù cha này nhắc cần tăng bảo trên con Phật Đà tâm học không rõ để mà thoát thân các ngài thân tình đi trần xa liệt thế pháp phàm nhân ai bị con xin đảnh lễ tăng thi đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường ra thành ất tây gia tê chê nát thích hà mê ê tu quá thanh năng tát sa vi a nút bà quê nát sa hát sa dê nát sa chạc tu cầu xin tâm bảo uy linh cho con tấn hoa thông minh học hành
mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Tha Gia. Phần tán dương ơn Đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 232. Hello, quý vị nghe em thanh rõ không ạ? Có ai nghe rõ không? À, không rõ là sung sướng. Phải nghe rõ thì chúng ta tiếp tục. 1, 2, 3. Nha, sư tiên như quan nghe rõ. Nên mà quý vị nghe em rõ, đó là một điều sung sướng cho những người làm biến như cá nhân chúng tôi. Tức là nghe em rõ mà cũng không nghe chó sủa nè hả? À, là coi như chúng tôi tắt đèn đi ngủ. À, hôm nay ít người, đó là một cái sự rộng rãi, thoải mái, mát mẻ. Đông người thì ngột ngạt khó thở ha, nhưng ít người thì vô tư hơn. Tại sao? Cái câu Phật ngôn 223 này, người ta nói hai con mắt, hai lỗ tai, hai lỗ mũi, cái gì cũng hai. Nhưng mà chỉ miệng thì thấy có một cái miệng mà phải có câu Phật ngôn 232 này. À, mắt ngã không có ghẻ, đúng rồi. Tại vì sao mà không có ghẻ? À, thôi bây giờ câu Phật ngôn 232 ha, học đi để rồi thấy nhiều chuyện ngõ nhọn, đó là một điều mà chúng ta phải tránh. Qua chi bác cô bằng rắc khay giá, qua chi bác cô bằng rắc khay giá, qua chi bác cô bằng rắc khay giá. Câu Phật ngôn 232, câu đầu tiên, cũng giống như 231 ha, học đi rồi có sự so sánh. Chữ quá chi bác cô bằng, quá chi bác cô bằng, thì ở đây chúng ta thấy chữ quá chi là một, bác cô bằng là hai, hai chữ ráp lại. Riêng chữ quá chi do chữ quá cha. Quá cha là một danh tính từ trung tính Ác-rên-tán-la-phung-sắc-ta-linh-ga. Quá chi có nghĩa là lời nói. Rồi bác cô bằng do cái từ bác cô ba. Bác cô ba đây là một danh từ nam tính Ác-rên-tán-la-phung-linh-ga. Bác cô ba là sự phẫn nộ, sự giận dữ. Sự phẫn nộ, sự giận dữ. Và chữ bác cô ba này được chia theo đối cách số ít đối tỷ giao phát tiê cao quá trình á. Cho nên bác cô ba biến thành bác cô bằng. Quá chi bác cô bằng, sự phẫn nộ của khẩu, sự phẫn nộ của khẩu, sự giận dữ của lời nói. Sự phẫn nộ của khẩu, sự giận dữ của lời nói. Quá chi bác cô bằng. Rồi rồi chữ rất hay nha, rất hay nha, rất hay nha, đây là một từ số ít nên bảo vệ, nên phòng hộ. Do động từ rất thật tí, nên phòng hộ, nên bảo vệ. Như vậy thì nên phòng hộ, nên bảo vệ, do cái chữ rất hay giá. Và cái câu này quét chi bất cô bằng rất hay giá, nên canh chừng sự phẫn nộ của khẩu, nên phòng hộ sự phẫn nộ của khẩu.
bây giờ chúng ta đến câu số 2. Qua cha giá sân vũ tô si già. Qua cha giá sân vũ tô si già. Qua cha giá sân vũ tô si già. Câu số 2 chúng ta có 3 từ. Qua cha giá là 1. Sân vũ tô là 2. Và si già là 3. Chữ qua cha giá. Qua cha giá. Chữ qua cha nó là một danh từ nữ tính A-cô-lân-tá-ít-thi-linh-gà. Và chữ qua cha này chia theo sử dụng cách su hết ha. Sử dụng cách su hết tức là tát tỳ giá quy phát tỳ e ca quá trình ha. Sử dụng cách của nó tức là e na. Đây có phải là ena không? Nó là a qua cha giá a giá. Thì a giá nó là chỉ định cách chứ không phải là sử dụng cách. Tức là cha tu thi vì pháp ti e ca quá trình a. Có nghĩa là a giá a sa. A giá a sa thì ở đây nó không phải là sử dụng cách mà là chỉ định cách cho tôi thi về pháp tí về câu quá trình nào. Qua cha giá là xuyên qua lời nói, xuyên qua lời nói. Rồi sân vũ tô. Sân vũ tô ở đây căn ngữ của sân vũ tô tức là căn ngữ quát là cản trở, là ngăn che, cản trở và ngăn che. Thì ở đây sân vũ tô một cái dạng quá khứ phân từ nhưng mà nó được đứng làm chủ cách Bathama Ekavachana Vipatti, cho nên nó biến thành chữ sân vũ tô. Sân vũ tô là đã được thu thúc, đã được thu thúc. Rồi chữ si ya. Si ya ở đây có nghĩa là nên trở thành, nên là, nên trở thành, nên là. Như vậy thì câu số 2 và cha giác thần vũ tổ si ya nên là người đã được thu thúc về khẩu, nên là người đã được thu thúc về khẩu. Rồi chúng ta tiếp tục đến câu số 3 ha. Sao sẽ kiếm cái kiếm hả? Rồi sẽ kiếm gì cứ con xin kính chào sư chư đức các cư nữ giáo nghị Phật. Có nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn cô Nhân Hoàng. Sư con xin trở lại cái câu mà số 2 đó. Qua cha giá nó thuộc loại itinlinga là nữ tính, nhưng mà sư nói là chỉ định cách, nhưng mà con nghĩ rằng nó là xuất xứ cách, nó là chia thứ tư không sư? Chắc tu thì vipatti ekavacana nó xuất xứ cách, nó chia cách thứ tư chứ không phải cách thứ năm. Cách thứ năm là panchami là chỉ định, hay là sư đọc lộn á? Qua cha giá nó cái chữ cuối nó a giá đấy sư, nó là cha tu thì, nó là cha tu thì á sư, là cách chia thứ tư. Dạ con nói có đúng không? Con xin trả máy lại, con xin cảm ơn sư trước ạ. Alo, xin
kim nghe sao vậy? À, cái đó là chỉ định cấp, tức là cách giới thứ tư, cha tu thi về pháp tí e ca quá trình à, nó là a giá a sa, chứ không phải là banh trầm mi xuất xứ cấp. Mà xuất xứ cấp nó là a âm ha asma à. À, bây giờ chắc chắn là Sĩ Thi Lâm có câu bật à, thì nghe lại đi Sĩ Kim ơi, nghe lại đi. Hồi nãy là nói chà tu thi pháp tí hệ câu quá trình ha, số ít của nó tức là a giá a sa. Cái cách chia này nó cũng hơi giống lời số ít của chát thi sở hữu cấp à. Thì như vậy nghe lại ha, hồi nãy nó đó là chát thi trong phần là bánh chập mì cách chia thứ tư trong phần cách chia thứ năm à. Rồi nghe lại thì biết đúng hay là sai. Bây giờ qua câu số 3, quá chi đốt cha rị tăng hít tòa, quá chi đốt cha rị tăng hít tòa, quá chi đốt cha rị tăng hít tòa. Sứ cách hay là chỉ định cách, nó là chỉ định cách chứ không phải là xuất xứ à. Chỉ định là cái số 4, cha tu thi, và xuất xứ là cách chia thứ năm bánh chắc mì. Trở lại câu số 3 này đi à, câu số 3 chạy qua câu số 2 à, quá chi đốt cha rị tăng hết qua. Chữ quá chi đốt cha rị tăng, quá chi do cái từ quá trả, nó là một danh tính từ trung tính ha. Quá chi có nghĩa là lời nói. Đốt cha rị tăng, chúng ta thấy tiếp đồng ngữ đú ở phía trước có nghĩa là xấu, là ác. Rồi cha rị tăng do cái từ cha rị ta, cha rị ta là một danh từ trung tính. Ác rần ta nó cùng xa cả linh ga, cha rị ta có nghĩa là hành động, hành vi. Và cái dạng quá khứ phân từ của nó là đã được thực hành, đã được thực hành. Nhưng mà cái từ charita này được chia theo đối cách số ít ha. Đối cách số ít đối tỷ giáo quy pháp tích e ca quá trình a, cho nên chữ charita nó biến thành charita. Vậy thì quá chi đốt charita, hành vi xấu xa do khẩu, hành vi xấu xa do khẩu, tức là miệng nó bậy nó bạ đó, mà là quá chi đốt cha rị tăng. Rồi quá chi đốt cha rị tăng. Rồi bây giờ chữ hít toa, hít toa, chữ hít toa này đó là một động từ quá khứ ha. Sau khi đã bỏ lại, sau khi đã bỏ lại, chữ hít toa do căn ngữ ha. Sau khi đã bỏ lại cái gì? Quá chi cha rị tăng hít toa, sau khi từ bỏ hành vi xấu xa do khẩu, sau khi từ bỏ hành vi xấu xa do khẩu, đó là ý nghĩa câu số 3. À, mình chào cô tu nữ Phúc Hạnh, mình chào Sister Man 45. À, rồi bây giờ chúng ta đến câu số 4 ha. À, qua cha giá su cha rị tăng cha rề, qua cha giá su cha rị tăng cha rề, qua cha giá su cha rị tăng cha rề. Câu số 4 câu 3 từ
Qua gia gia là một, Sư Cha Rị Tăng là hai, Bà Cha Rê là ba. Chữ Qua gia gia trong cái chia thứ hai có hai câu số hai, Qua gia gia sang vũ tô thị gia, thì chữ Qua gia gia có nghĩa là xuyên qua lời nói hay là bằng lời nói, đó là nói chỉ định do cái gì, do cái miệng của mình á, gọi là chỉ định cách đó, do cái lời nói bằng cái lời nói. Rồi đây nó làm gì đây? Sư Cha Đăng, Cha Rị Tăng có tiếp đồ ngữ xú ở phía trước, có chỉ xú ở phía trước, mà tiếp đồ ngữ này có nghĩa là tốt đẹp, khéo léo. Chúng ta thấy chỉ số tốt đẹp, khéo léo. Rồi Cha Rị Tăng do cái từ Cha Rị Tá, có nghĩa là hành động, hành vi, hoặc là quá khứ của Cha Rị Tá, có nghĩa là đã được thực hành. Vậy thì số Cha Rị Tăng có nghĩa là hành vi tốt đẹp, cái lời nói tốt đẹp. Rồi sao nữa? Sư Cha Rị Tăng là hành vi tốt đẹp, hay là người ta còn gọi là thanh hạnh, còn xấu ác đó là trược hạnh. Đây là thanh hạnh ha. Rồi chữ cuối cùng, chữ Cha Rê, Cha Rê, Cha Rê do cái động từ Cha Rà Tí. Ở đây chữ Cha Rê có ý nghĩa là sống, có ý nghĩa là thực hành, có ý nghĩa là đi lang thang. Sống, thực hành, đi lang thang. Nhưng mà tùy thuộc vào những từ trước, Qua Cha Gia Su Cha Rị Tăng Cha Rê, nên thực hành hành vi tốt đẹp do khẩu, nên thực hành hành vi tốt đẹp do khẩu, hay là người ta còn gọi là khẩu thiện hạnh, khẩu thanh hạnh. Ý nghĩa tự vấn chúng ta thông qua và chúng ta có được một cái lối văn xuôi như thế này: nên căn phòng sự phẫn nộ của khẩu, nên là người đã được thu thúc về khẩu, sau khi từ bỏ hành vi xấu xa do khẩu, nên thực hành hành vi tốt đẹp do khẩu. Nên căn phòng sự phẫn nộ của khẩu, nên là người đã được thu thúc về khẩu, sau khi từ bỏ hành vi xấu xa do khẩu ác hành, nên thực hành hành vi tốt đẹp thiện hạnh do khẩu. Ngài Hòa Thượng Gia Đức với thể thơ lục bát: vì ngôn giữ khẩu phải phòng, khẩu ngôn bảo vệ hết lòng mới hay, xả ly ác khẩu làm ngay, trang nghiêm khẩu hành mới tài trượt phù. Vì ngôn giữ khẩu phải phòng, khẩu ngôn bảo vệ hết lòng mới hay, xả ly ác khẩu làm ngay, trang nghiêm khẩu hành mới tài thượng phù. Ngài Hòa Thượng Minh Châu thể thơ ngũ ngôn: giữ lời đừng phẫn nộ, phòng lời khéo bảo vệ, từ bỏ lời thô ác với lời nói điều lành. Giữ lời đừng phẫn nộ, phòng lời khéo bảo vệ, từ bỏ lời thô ác với lời nói điều lành. Alo,
về tư vấn, có cái từ nào mà quý vị thấy rắc rối? Alo, có chỗ nào? Bây giờ xin kiếm, hỏi tự do đi. Trong cái phần tự vấn á, cái chữ đó, cách chia như thế này, thế kia, bây giờ nên đã được quyền hỏi. Hồi nãy là phá rối đội hình ha, nhưng mà bây giờ là hỏi vô tư. Rồi, tức là trong cái câu Phật ngôn này, cái từ nào mà làm cho nhức đầu, bị phân tâm, hiểu chưa được rõ lắm, thì bây giờ cứ tự nhiên. Dạ, con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tư nữ và quý Phật tử. Con xin cảm ơn sư trước. Dạ, con thấy trong mấy cái sách dịch đó, nó dịch có khi nó kêu là cái số 4, số 5, sức sức kết rồi chỉ được gì đó lung tung bang á, của người dịch người kia thì con không biết, nhưng mà con học của sư Sumita đó thì sư không có dùng tiếng Việt, sư chỉ dùng là chữ Pali thôi sư. Thì cái chữ qua cha giá thì con thấy nó là chát thú thí á, là cách chia thứ tư á, nhưng mà con thấy trong sách Việt Nam có chỗ dịch là sức xứ cách, có chỗ dịch là chỉ định cách, còn mừng điên luôn vậy đó, con không biết. Thì con nghe sư nói đúng rồi, sư nói ban đầu sư nói là tá tí giá số 3 thì sao sư sửa là chát thú thí, thì con thấy là chát thú thí là đúng, là cách chia thứ tư thì con thấy là đúng. Nhưng mà cái cách dịch của tiếng Việt Nam á, trời ơi con nhức cái đầu quá hả, xuất xứ cách, chỉ định cách, sở định cách rồi đó, con muốn khùng luôn vậy sư. Là con tiếng Pali thì nó rõ hơn, thì con không có gì sai hết, thì cái qua chai giá thôi, con chỉ biết cái đó là con thấy trong cái tiếng dịch của Việt Nam á, thì cái phần cha mi á, thì là cách chia số 5 á, thì nó không giống, nó gọi là cái gì đó, thì nó để là số 5 trong tiếng Việt cũng thấy nó là chỉ định cách, rồi cách chia thứ tư là xuất xứ cách, nó cứ lộn qua lộn lại như vậy đó sư. Nhưng mà tiếng Pali thì con ghi trong đây rõ ràng, thì con thấy tiếng Pali là đúng, chứ con lộn là lộn tiếng Việt Nam thôi. Dạ con không có gì thắc mắc hết, con xin cảm ơn sư. Dạ con xin trả máy ra. Alo, ăn chè có ngon không? Chè đậu đỏ đó. Nghe là cái nhà nói cho đã rồi, cái không chịu trả micro. Chán chưa? Trong 8 cách chia ha. Trong 8 cách chia của Pali thì cái cách đầu tiên Bathama nó giống như Alapanha, cách chia thứ 8. Cho nên dễ hiểu lầm. Rồi cách chia thứ ba tức là Tatiya, nó giống như cách chia Panchami, cách chia thứ năm, số ít và số nhiều cũng hơi giống nhau. Rồi cách chia thứ tư và cách chia thứ sáu tức là Chatuthi và Chathi, sở hữu các đó, thì cách chia nó cũng giống nhau. Cách chia thứ năm và cách chia thứ bảy nó lại giống nhau, Bành Chạm Mì và Sát Tạm Mì nó giống nhau. Cho nên nhìn vô đó chúng ta coi như lầm tưởng, hoặc là nhiều khi chúng ta nôn nóng thì trong cái lối dịch của chúng ta nó không có chuẩn xác mà gọi là mất dịch. Cho nên người hiểu thế này, người hiểu thế kia. Cho nên khi chúng ta nắm vững vấn đề, cái chữ trước bổ sung cho chữ sau, và cái ý nghĩa cho nó rõ ràng, thì như vậy là ổn. Còn bây giờ chúng ta cứ ý cứ vào một từ đó thì dễ bị nhầm lẫn lắm. Bên chào Sư Su Khá vừa đến với đầu tràng. Rồi như vậy thì khổ quá, chúng ta căn cứ vào Pali thì chắc ăn hơn ha. Chứ còn căn cứ tiếng Việt, người thì dịch thế này, người dịch thế kia, rồi người thì hiểu về chữ Hán nhiều thì coi như là chơi chữ nữa, cho nên cũng khổ lắm. Tiếng Việt Nam rất khó lắm. Thôi căn cứ
và Pali. Rồi Sa Thú Thích Kim. Nhưng mà lần sau á, có gì thắc mắc hỏi xong rồi trả mic nghe, chung và để người ta phải giật mic lại bằng cách cho ăn chè ha. Rồi Sa Thú. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ha. Quá chi cô bằng các thầy á, quá chi bác cô bằng các thầy á, quá chi bác cô bằng các thầy á. Câu đầu tiên là một câu chúng ta thấy có bao nhiêu âm từ trong này. Tham gia chiến đấu quý vị ngồi im ru này dễ buồn ngủ lắm ha. Cứ chán lên đúng sai không cần biết à, có tinh thần tham gia ha. Shishuka và Dukha này là đi hàng hai nè, đúng là Shukha mà sai là Dukha, cho nên cứ mạnh dạn ha. Wow, Sức Nguyên Hằng này là ai mà cũng bất chước người ta ha. Ai sao tôi dạy ha, ai làm bậy tôi cũng làm theo ha. Để tính coi, quá là một, chi là hai, bá là ba, cô là bốn, băng là năm, rắc là sáu, khay là bảy và giá là tám. Chính xác. Hỏi cái câu này có bao nhiêu âm từ thì quý vị trả lời là tám âm từ. Trong tám từ này có tất cả là bao nhiêu trường âm? Có bao nhiêu trường âm? À, người thì nói năm, người nói ba, à, không có rõ ràng gì hết. Năm mươi ba là tám, đúng rồi, nhưng mà còn hỏi có bao nhiêu trường âm? À, Chiếc Mê Ta ha. Trong ba người, Chiếc Mê Ta là người coi như, mà sao lại tám nữa? Hỏi có bao nhiêu trường âm trong cái câu này, có nghĩa là trả lời là năm, thì năm đó là như thế nào mà trả lời là ba, ba là sao, trả lời là tám, ý nghĩa thế nào? Bây giờ lấy số đông này, Sĩ Kim, Sĩ Đúc, Sư Khá này, Sĩ Mê Ta nói có năm, vậy thì chúng ta tính năm trường âm đó là chữ chi nè ha, chữ cô là hai ha, chữ băng là ba, chữ rắc là bốn và chữ khay, à chữ khay đó là năm trường âm. À nghe đấy, vậy thì cái câu này có năm trường âm và có ba đoạn âm. À, năm trường âm và ba đoạn âm, bởi vì một câu có tám âm từ thì năm trường âm là chữ chi, chữ cô, chữ băng, chữ rắc, chữ khay, đó là năm trường âm ha. Trong năm trường âm này thì quý vị thấy bao nhiêu trường âm thông thường, bao nhiêu trường âm thông. À, Sĩ Kim nói có hai. À, Sĩ Mê Ta trả lên cũng con số hai. Hai. Sĩ Quyền Hằng này chắc bất chước người ta quá, cũng nói có hai luôn. Rồi sao bây giờ Sĩ Su Khá làm trọng tài coi, có phải hai hay là ba? Alo, Shishuka đâu rồi? À, cũng hai luôn. Rồi, bây giờ chúng ta theo lời với Shishuka hả? Không đúng hay sai gì? À, hai trường âm thông thường đó, tức là chữ chi và cô. Chữ chi và chữ cô, đó là hai trường âm thông thường ha, chính xác. Rồi, trường âm thông thường chúng ta tìm ra rồi. Bây giờ tìm trường âm đọc theo giọng nguyên âm có bao nhiêu? Trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Wow. Trường âm đọc theo nguyên âm bộ dễ quá ha.
ai cũng nói một hết. Và thật sự đó là một, đó là chữ băng. Chữ băng M cái dấu chấm, đó là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. À, chính xác. Rồi câu số 1 này, có bao nhiêu loại trường âm? Câu số 1 này, có bao nhiêu loại trường âm? Wow, trường âm thông thường tìm ra rồi, trường âm đọc theo giọng nguyên âm tìm ra rồi. Bây giờ hỏi câu này, có bao nhiêu loại trường âm? Chắc khó quá. Khó quá, có nhiều người biết. Có chiếc kim, chiếc meta, chiếc su khá, nó lên số 3 thôi. Ủa, này cũng bất chấp luôn chắc. À, có bao nhiêu loại trường âm? Có 3 loại trường âm ha. Rồi, khi nãy giờ chúng ta tìm được 2 loại rồi. Còn trường âm nhắn thì có bao nhiêu? Có bao nhiêu? Trường âm nhắn có bao nhiêu từ trong cái câu này đây? À, làm cho hỏi tăng cộng mà cứ làm toán cộng trừ luôn ha. À, trường âm nhắn làm toán kiểu đó người ta biết hết trơn rồi. À, số 7 không. Chữ rắc là một trường âm nhắn, chữ khay là một trường âm nhắn, thì như vậy có 2 trường âm nhắn ha. Rồi xin meta ơi, à xin đúng là xin meta đi. À, bây giờ coi như ôn lại câu này để quý vị coi như thấy rằng mình đúng hay là mình phải, mình sai hay là mình trật. Rồi mời Sip Meta ha. À, quý vị đã trả lời những câu số, nhưng mà bây giờ Sip Meta ôn lại câu số 1 để vị thấy chỗ nào sai, chỗ nào đúng, và tự tin lên chính mình. Rồi mời Sip Meta. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Con kính lễ Ngài Trí Đức, kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con cũng xin phân tích câu thứ nhất. Con cũng xin gom lại. Quá chi bá cô băng rắc khay giá. Quá chi bá cô băng rắc khay giá. Quá là đoạn âm, chi là trường âm thông thường, bá là âm, cô là trường âm thông thường, và băng trường âm động theo giọng nguyên âm, rắc là trường âm nhấn, khay là trường âm nhấn, và giá là đoạn âm. Câu này có đầy đủ 3 loại trường âm. Trường âm thông thường thì có 2, đó là chữ chi và chữ cô. Và trường âm nhấn thì cũng có 2, chữ rắc, chữ khay. Trường âm đọc theo giọng nguyên âm thì có 1, đó là chữ băng, và còn lại là 3 đoạn âm, đó là chữ quá, chữ bá và chữ giá. Và con đã phân tích xong ạ. Và con trả mic lại cho đạo tràng. À, sa thù thích meta ha. À, thích kim nè, thích su khá tặng hoa. Còn quý vị trong đạo tràng ngồi vỗ tay ai nghe đâu. À, nên phải tặng hoa cho người ta thấy chứ. Còn bây giờ quý vị ngồi vỗ tay xa quá. À, cô tu nữ Phục Hạnh thì ở Túc mà Bình Định. Sư Su Khá thì coi như ở Túc ở ngoài Hà Nội, nhưng mà vẫn cho người ta thấy rằng mình ta tặng hoa rồi. Bốn cái bàn tay vậy mà không nghe bốt bốt gì hết trơn. Đưa lên hù bà con không. Rồi câu số 1 chính xác rõ ràng, Siết Meta đã trình bày xong. À, không có ai có ý kiến nghi ngờ gì hết, bởi vì đúng rồi sao có ý kiến được. Rồi qua câu số 2, qua chà giá sằng vũ tổ chi già, qua chà giá sằng vũ tổ chi già, qua chà giá sằng vũ tổ chi già. Câu số 2 này, quý vị cho biết bao nhiêu loại trường âm trong câu số 2 này? Bao nhiêu loại trường âm trong câu số 2 này?
cho người ba, người hai, cho cái giấy sống không đoàn kết nhau tí nào, không tôn trọng những người lớn tuổi như bậc trưởng lão, chứ mấy ta là người lớn tuổi nhất à, à vậy mà coi như khi dễ sức mấy ta, trong cái sức mấy ta nó ba, không quý vị cứ hai 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 không, để chọc cho bà già nổi giận, à nó kỳ đấy. À, hai câu này có bao nhiêu loại trường hợp bị lộn à? Sao lộn? À, bây giờ mời sư kia mà cháu biết cái chỗ nào nói rằng 2 với 2 là 4 này. Rồi còn nó bị lộn lại thế nào? Mời sư kia, sư kia phân tích câu số 2 để cho lập trường của mình được vững à. Nhưng mà phân tích xong phải trả micro nha, chứ không có phân tích xong mà cầm micro được sướng quá, cầm hoài không trả, cái kiểu này là không được nghe không? Cho ăn chè nữa. Con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tư nữ và quý Phật tử. Con nhớ con trả mít rồi sư, con trả mít con thấy nó không còn nữa, mà sư cho ăn chè con không biết sao nữa. Con bỏ tay luôn, kỳ này con sẽ trả mít lại đàng hoàng. Dạ con xin kính cảm ơn cô như cô Mít Tà cho ấy. Ở trong cái câu này con nói cô Mít Tà bị lộn thôi, chứ con đâu có lộn đâu, có già như cái có coi có lộn thôi, nó chỉ có hai loại trường âm thôi, nó đâu có trường âm ngắn đâu. Dạ tại sư nói con là chữ nào mà có một ruồi á, là trường âm đọc theo giọng nguyên âm thì con nghĩ là có lộn thôi, lâu lâu lộn chút mà sư đâu có sao. Con xin phân tích câu số 2 nè. Qua cha giá sằng vũ tô si già, qua cha giá sằng vũ tô si già. Qua là trường âm thường, cha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, sằng có một cái là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vú là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, xí là đoạn âm, gia là trường âm thông thường. Trong câu này chỉ có hai loại trường âm thôi, đó là trường âm thông thường và trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vì nó có một ruồi đó sư, không có trường âm ngắn. Trường âm thông thường có bốn là qua, cha, tô, gia. Trường âm đọc theo giọng nguyên âm là có chữ xăng, và trường âm ngắn không có. Đoạn âm có ba là giá vú xì, giá vú xí, giá vú xí. Câu số 2 này nó giống như câu số 1 là nó có 8 âm từ, nhưng nó khác cái câu số 1 là câu số 1 nó có đầy đủ 3 loại trường âm, câu số 2 chỉ có 2 loại trường âm thôi. Dạ con xin trả máy lại, con có sai xin sửa sửa. Con nhớ là con sẽ trả máy đàng hoàng nha. Sư Kim phân tích xong là Sư Sukha tặng hoa hạnh, nhưng mà Sư Mê Ta nó là không thấy một rồi. À, một rồi có là một rồi lỗ ra ngoài, một rồi có là một rồi ấm kín. À, thì thường là nếu một rồi son mà kính á, là quý ha, là sang ha, còn một rồi mà nó lỗ ra bên ngoài là cái tướng không sang. Ở đây Sư Mê Ta nói rằng cái câu số 2 không có thấy một rồi mà thấy dấu chấm mà ha. À, thấy dấu chấm thôi chứ không thấy một rồi. Rồi như vậy thì sự phân tích của Sư Kim, Sư Mê Ta có ý kiến thế nào hả? Tặng hoa luôn, tặng hoa, nhưng mà có ý kiến gì không? Thấy Sư Kim phân tích gì đúng hay là sai? À, nhưng mà riêng Sư Su Khá là tặng hoa rồi đó. À, Sư Kim thấy sao? Cũng tặng hoa, tức là chứng tỏ là Sư Kim đúng không? Ai thấy Sư Kim phân tích sai? À, cứ đưa tay. À, cứ đưa tay, bởi vì chúng ta học thì chúng ta phải hỏi, rồi khi đó chúng ta mới hiểu, rồi chúng ta mới nhớ được nha. Bây giờ học mà quý vị không có hỏi ai sao tôi vậy, à, rồi ai làm bậy tôi cũng làm theo chứ đâu được. Mình phải có lập trường của mình trong bát chánh đạo.
Cái đầu tiên để nhận ra sự thật đó là chánh kiến. Kiến là thấy, sự suy nghĩ của mình về một cái vấn đề gì đó, và mình nhận định đó là điều đúng thì mình mới thực hành, mình mới nương theo. Thì cái chánh kiến là cái đầu tiên ha, thấy cho đúng. Vậy thì cái câu số 2 này quý vị thấy Sĩ Kim phân tích vậy là đúng hay là sai? Chỉ có Sĩ Bê Ta với Sĩ Su Khá là tặng quà thôi, cái bông màu đỏ, cái bông màu vàng. Còn những vị khác có ý kiến gì không? Người ta nói im lặng đúng luôn hả? Trời ơi, ở trên nó tặng hoa rồi ai là không biết. Ngồi trong chiếc kim này, ngồi ứng thúng mà tự mình bưng lên luôn. Trời ơi, cái chữ okay. Như vậy thì đưa tay ra sao hả? Đưa tay ra sao? Rồi coi cái đuôi của mình có dài ra khúc nào, có ngoắc ngoắc hay không? Tức nghĩa là ngồi trong thúng mà tự mình vươn lên. Rồi, xà tụ. Như vậy là câu số 1 và câu số 2 quý vị đã hoàn tất một cách tốt đẹp. Bây giờ ôn lại ha. Mèo khăn mèo dạ đuôi. Quá chi bác cô bằng rắc thầy giá hoa trà giá sẵn quốc tù si già. Quá chi bác cô bằng rắc thầy giá hoa trà giá sẵn quốc tù si già. Đọc nhanh chút ha. Qua chi bác cô bằng rắc thầy giá hoa trà giá sẵn quốc tù si già. Về trường âm rõ âm, hai quý vị chú ý nha. Chỗ nào chúng ta phải kêu dài, chứ không phải là coi như cái đọc theo cái cửa này, kiểu mà ngựa chạy á, từng chữ một, hoặc là đọc theo cái kiểu đánh vần. Mà ở đây chúng ta học do cái vấn đề nhận định được trường âm và đoạn âm, để rồi chúng ta tự tin và đọc đúng giọng. Quá chi bác cô bằng rất thầy giá hoa cha giá sân quốc tù si gà. Rồi bây giờ chúng ta đến câu số 3. Quá chi đốt cha rị tăng hít tòa. Quá chi đốt cha rị tăng hít tòa. Quá chi đốt cha rị tăng hít tòa. Bây giờ mời sư cô biến ha, lần phân tích câu này để cho cô tụ nữ phúc hạnh ha, quan thị và có sức khỏe coi như được hồi phục, bởi vì coi như mình ủng hộ cho phe ta đi. Rồi cô Phú Biển, chị Phú Biển liền phân tích câu số 3. Alo, mới ngồi lên cái là cũng mắc cỡ gì nữa không biết nữa. Rồi sư Phú Biển đâu rồi? Câu số 3 đưa tay được không? Hay là chụp mic nè? Alo, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
ở Việt Nam thì chúng ta đâu có cái lễ mà tạ ơn. Ở nước ngoài mới có Thanksgiving, mà nước ngoài thì ta nghỉ lễ tới 5 ngày, sung sướng vậy đó. Người ta họ nghỉ lễ tới 5 ngày, vui vẻ với cuộc lễ. Vậy mà Sikkim nè, là Sikkim nè, là Sik Bách Ta vẫn vô rung sinh hoạt. Sik Như Quang, Sik Y Lâm vô rung sinh hoạt. Còn quý vị ở Việt Nam đâu có lễ lọc gì mà vô được cái room này buổi sáng sớm như vậy là quý vị là thiện trí thức rồi. Còn người ta ham vui, người ta lo dự lễ, người ta không vô cái room này thì họ là thiện trí ngủ, bởi vì vui vẻ lễ hội mệt mỏi cho nên còn ngủ hết rồi. Còn quý vị thức mà vô được room này là tốt quá rồi. Nhất là ở Việt Nam đâu có lễ Thanksgiving, nhưng mà sao vừa đến cái room này là mà bỏ của chạy lấy người để tới nít đây hả? Alo, sư phụ biển có chiếc máy không, cho tín hiệu đi. Cái kim đó là nhớ cầm micro thì ho ho kìa ha. Cái kiểu này chọc quê người ta đâu có được. Úc Châu cũng không có lễ tạ ơn hả? Nhưng mà ở Mỹ người ta nghỉ tới 5 ngày luôn. Ghê không? Thiệt là sang như Mỹ ha. Làm gì cũng không giống ai hết á. Mình một ngày nghỉ lễ là thấy đói rồi. Nhưng mà ở nước ngoài tạ ơn gì mà không phải tới nhiều ơn quá vậy. Bốn cái ơn trọng đại là tứ ân phụ mẫu này ha. Ở Việt Nam có bốn thôi mà bên Mỹ tới lễ về tới 5 ngày luôn kìa thiệt. Đức ơn nghĩa gì đó. Rồi, sẽ có biển trả lại rồi ha. Câu số 3, quá chi đút cha vị tăng hít tòa. Câu này phân tích làm sao đây? Mời sư phụ biển đưa bàn tay đi để lấy tinh thần. Cho nên nhiều khi xuống rồi cái cũng im ru quá, cái kiểu không giống ai hết ha. Rồi, đưa bàn tay đi. Trời đất ơi, còn mắc cỡ nữa kìa ha. Khổ đê thiệt. Sĩ Duyên ơi, cứu người đồng hương đi. Sĩ Duyên có mặt trước máy không? Câu số 3, quá chi đút cha bị tăng hít tòa. Rồi, cứu bồ đi, quê ta, quê hương ta đó, tình đồng hương ha. Rồi, Sĩ Duyên, câu số 3, phân tích sao này? Chắc máy bị kẹt kỹ thuật ha. Đâu có, tại máy bị ho ho đó, chứ đâu bị trục trặc kỹ thuật gì đâu. Đây, máy nó cũng bị ho. Rồi, hôm nay cho nghe thôi hả? Nhưng mà khổ, ai nói cho nghe. Mình phải nói, đóng có ý kiến này chứ. Mình phải nói nữa. Chứ mình nghe người ta không à, nhiều khi coi như nghe riết rồi, biết con gái luôn. Mình phải lên có ý kiến ý cò không rồi vậy cho nó vui nha. Rồi đồng hương của mình coi như đương có gì đó thì mình phải cứu bộ chứ. Ôi quê hương ta đó mà sao nhỉ? Đang lái xe rồi. Ồ lái xe ủi. Lái xe sư ủi hả? Hình tượng lái xe ủi đi nha. Rồi như vậy câu số 3 khô quá. Sư của biển này từ chối rồi. Quá chi đốt cha vị tăng hít tòa. Bây giờ mời quý vị tham gia ha. Câu số 3 này, quá chi đốt cha vị tăng hít tòa. Anh Thảo đưa tay cứ ngồi đã chơi đi. Hỏi chung trong room này để người ta cùng tham gia. Người ta không có cầm micro được, nhưng mà họ tham gia bằng cách họ tê chát. Với câu này, quý vị thấy bao nhiêu trường âm thông thường? Câu số 3. Bao nhiêu trường
như trường âm thông thường. À, hay quá ha. Vừa đưa tay lên mà vừa chát nữa, được số 2 nữa. Hai trường âm thông thường đó là chữ chi và chữ toa. Chính xác, xích kim và xích mấy ta. À, quý vị thấy hay không? À, nghe là chát lên một tay thôi. Một tay mình đưa lên, một tay mình chát. À, được số 2. Rồi, sư số khác cũng đồng ý, đó là hai trường âm đồng tượng, là chữ chi và chữ toa. Rồi, bao nhiêu trường âm đọc theo dẫn nguyên âm? Bao nhiêu trường âm đọc theo dẫn nguyên âm? Chữ kim, chữ meta, sư số khác cũng là sư kim nữa. À, có một trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đó chính là chữ toa, à chữ tăng nhé. Chữ tăng, đó là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 3 này, có bao nhiêu loại trường âm? Câu số 3 này, có bao nhiêu loại trường âm? À, có tất cả là 3 loại trường âm mà. Nhưng mà chúng ta tìm ra được mới có 2. Tức là trường âm thông thường, chữ chi và chữ toa. Trường đọc theo dẫn nguyên âm, đó chính là chữ tăng. Và bao nhiêu trường âm nhẫn? Bao nhiêu trường âm nhẫn? À, 2 trường âm nhẫn. Là hai trường âm nhấn đó chính là chữ đốt và chữ hít. Chữ đốt và chữ hít là 2 trường âm nhấn. Rồi, như vậy thì ở đây nãy giờ cái sĩ quyền Nguyễn Hằng này ha cũng tham gia đúng quá ha. Rồi, cầm micro được không? Sĩ Nguyễn Hằng. À, cầm micro được không? À, chát lên như vậy bất chấp người ta hay là chính mình hiểu mà chát lên số 1, số 2, số 3, số 4 mà nãy giờ cũng chính xác lắm á. Rồi, mời bàn tay Xích Nguyễn Hằng lên phân tích lại câu số 3 này. Chiếc game này đưa bàn tay cản trở lưu thông người ta có thích ăn chè lắm hay sao vậy, không biết lắm. À, đưa bàn tay cản trở là người ta đâu có dám đưa tay lên đâu ha. Rồi, rồi mất cỡ, bỏ chạy mất tiêu rồi. Rồi, bây giờ chiếc Nguyễn Hằng có thể đưa bàn tay lên phân tích câu số 3. Tại sao con này con số kia vậy? Được không? Hai. Rồi, xa thú thấy bàn tay rồi. Phân tích làm sao? Bà con nghe khỏi trời đá hụt thì thúi nghe. Alo, lên không được, hoặc lên được thì xuống, bó tay xuống luôn. À, như vậy là coi như đi vào kỹ thuật ha. À, câu số 3 này, sĩ Nguyễn Hằng coi như không đưa tay lên được, nhưng mà bảo đảm có người đưa tay lên được. Quý vị biết người đó là ai? Đó là sĩ Dung Nguyễn 76. Mời sĩ Dung Nguyễn phân tích câu số 3. Quá trì đốt cháy dịch tầng hít tòa. Rồi sĩ Dung Nguyễn ơi, câu số 3 phân tích như thế nào đây?
Dạ, con cũng kính đảnh lễ ơn Đức A Ngôi Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Sư Tôn Đức Tăng hiện diện trong đạo tràng. Con kính chào, kính lễ quý bà quý cô tôn nữ. Con kính chào các chú anh chị em trong đạo tràng ạ. Dạ, con cảm ơn cô Kim, cô Như Quang và cô Mita cho con được biết tín hiệu ạ. Dạ, câu số 3. Wa chi i đút chát trí tăng hi toa. Wa chi đút chát trí tăng hi toa. Wa chi đút chát trí tăng hi toa. Dạ, con xin phân tích câu số 3. Quá chi à dạ cảm ơn cô Kim. Quá chi đúc chá rí tăng hí toa. Quá là đàn ông. Dạ, chi là trường âm thông thường, đúc là trường âm nhấn, chá là đàn ông, rí là đàn ông, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hí là đoạn âm và toa là trường âm thông thường. Và trong câu này có ba loại trường âm, đó là trường âm thông thường, đó là chi chi toa, trường âm nhấn là chữ đúc, và trường âm đọc theo giọng nguyên âm là chữ tăng, và còn lại là đoạn âm. Dạ, con đã phân tích xong rồi ạ. Không, con có sai thì con kính xin Ngài sửa giúp cho con ạ. Dạ, con cảm ơn cô Kim đã tặng cho con rất là nhiều hoa. Dạ, con kính dâng mít đến Ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Alo, 123, 123. Âm thanh xin Dung Nguyễn nghe rất là rõ. Ở đây chỉ có hai người tặng quà, đó là Sư Kim tặng quà rất là nhiều, Sư Su Kha tặng chỉ có 3 cành quà thôi. Lý do sao mà không tặng nhiều như Sư Kim mà tặng có 3 cành quà? Mời Sư Su Kha nhận định như thế nào về câu số 3 khi Sư Dung Nguyễn phân tích? Rồi, mời Sư Kha ha. Alo. Dạ, con cảm ơn cô Như Quang. Dạ, con kính tri ân sư. Nam mô Bụt Thầy, dạ, Nam mô Tham Ma, dạ, Nam mô Sang Ca, dạ. Dạ, con kính nhị lễ thượng tọa trí thức cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ, cô Dung Nguyễn thì phân tích sai có một câu đấy. Alo. Alo, alo. Dạ, cảm ơn sư ạ. Dạ, rồi con xin phân tích lại ạ. Câu số 3. Quá trì đúc cha di tăng hít tòa. Quá là đoạn âm. Chi là trường âm thông thường. Đúc là trường âm nhấn. Chá là đoạn âm, dí là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hít là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường. Đoạn này có đủ 3 loại trường âm, và trường âm nhấn là có 2 từ là chữ đúc và chữ hít, còn trường âm thông thường là có chữ chi và chữ toa, còn trường âm đọc theo giọng nguyên âm là có chữ tăng. Đã con đã phân tích xong, dạ con kính thỉnh sư lên mic ạ. Nam mô Bụt Thầy dạ. Sư Su Kha là phân tích đừng coi như khác với là Sư Trung Nguyễn ạ, chứ không có giống ạ. Nhưng mà Sư Trung Nguyễn phân tích như vậy mà coi như Sư Su Kha là tặng 3 cành hoa,
qua là không sao nữa. Còn chiếc kim này tặng quá trời qua luôn, làm người ta thấy rối đồ hình. Rồi bây giờ chiếc kim phân tích lại câu này, qua có giống như chiếc Dung Nguyễn không mà là tặng quá nhiều vậy? Rồi mời chiếc kim. Con xin kính sư Chí Đức, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Có thể là khúc sau á, sư cho Dung Nguyễn phân tích thì con không nghe rõ, tại vì con bắt đi ra khỏi á. Nhưng mà con thấy cái đầu cũng đúng rồi, con cái thích toa là cổ học rồi, chắc không sai đâu. Nhưng mà thôi, để con phân tích lại câu số 3 hả? Dạ, câu số 3 thôi rồi. Quá chi đúc cha đi tăng hít toa, quá chi đúc cha đi tăng hít toa. Quá là đoạn âm, chi là trường âm thông thường, đúc là trường âm ngắn, chá rí là hai đoạn âm, tăng có một ruồi là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hít là trường âm ngắn, toa là trường âm thông thường. Trong câu số 3 này nó có đầy đủ ba loại trường âm. Trường âm thông thường có hai là chi và toa, trường âm đọc theo giọng có một là tăng, trường âm ngắn có hai là đúc và hít. Còn đoạn âm là quá chá rí. Cái đó đúng. Câu số 3 này nó giống hết hai câu trước, là nó có 8 âm từ, nhưng nó khác với câu số 2, là câu số 2 chỉ có hai loại trường âm. Nó giống y chang câu số 1, là nó có đầy đủ ba loại trường âm, và trường âm thông thường có hai, trường âm đọc theo giọng nguyên âm có một, trường âm ngắn là có hai, và đoạn âm có ba. Dạ con hết rồi, con xin trả máy lại. Hello, hello, có nghe gì không? Sao tự nhiên im ru hết trơn vậy? Hello, hello. Hello, hello, có nghe không? Hello, sư ơi, sư bị máy hay sao vậy? Dạ, cảm ơn cô Như Quang, sư rất mít hay sao á cô? Không biết, tại dùng iPhone nó không biết ai rớt hay ai vô nữa, không biết. Nhưng mà có nghe được rõ, chắc là sư bận công chuyện hay sư rất mít vậy đó. Vậy thôi tôi trả máy ha, cảm ơn quý vị nha.
Hello. Để tôi cầm mic rồi tôi phân tích lại ba câu trên đó, để thôi không ai nói, nó im lặng cái đạo tràng đó. Quý vị có đồng ý không? Nếu không đồng ý tôi xuống tiếp à. Dạ, cái để cứ im không ai nói gì trơn, chắc sư bận á. Sư không có rớt mic đâu. Lúc mà coi lại thì cái nick tên Phật Pháp Online vẫn còn. Chắc là sư bận công chuyện gì đó. Vậy không ai cầm máy, để cầm máy đâu biết nói gì đâu. Thôi để phân tích từ câu số 1 đến câu số 3 đi ha. Để có nói, có người nói để thôi người ta tưởng cái room im lặng quá. Đồng ý không? Đồng ý cho có mình, có Dung Nguyễn đồng ý, có ai đồng ý không? Ít nhất phải có hai người cộng thôi là tôi xuống mic đó. Ồ, vậy hả? Vậy phân tích ha. Ok, chứ khi nào sư vô quá, quý vị thấy sư giơ tay, quý vị nói cho tôi biết nha. Tại vì trước khi tôi coi thì tôi đọc vô trong tờ giấy á, tôi không thấy đâu. Ha. Kinh Pháp Cú câu 232, câu số 1. Quá chi bắt cô bằng rắc khay giá. Quá chi bắt cô bằng rắc khay giá. Quá là đoạn âm, chi là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, khô là trường âm thông thường, băng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, rắc là trường âm nhắn, khay là trường âm nhắn, giá là đoạn âm. Câu số 1 nó có đầy đủ ba trường âm. Trường âm thông thường có hai là chi và khô. Trường âm đọc theo giọng nguyên âm có một là băng. Sư lên rồi hả? À, vậy cảm ơn con trả máy rồi nha. Dạ. Alo, 123, 123. À, quý vị sinh hoạt trong room này sử dụng điện thoại cho nên không thấy cái bàn tay đưa lên, hoặc là cũng không thấy trong room nhân vật bao nhiêu người, đó là một trở ngại. Nhưng mà nói chung một cái sự thành công của quý vị. Nếu mà quý vị sử dụng laptop á, thì quý vị thấy bàn tay đưa lên rõ ràng hơn. Thì trở lại vấn đề. Khi nãy Sư Ca Sú Khá và Sư Kim phân tích. Nhưng mà trước đó là Sư Dung Nguyễn. Vậy thì Sư Dung Nguyễn nhận định như thế nào Sư Sú Khá và Sư Kim phân tích? Và chính bản thân mình thì có cái khuyết điểm nào trong câu số 3? Trong khi đó Sư Kim nè tặng hoa nhiều nè, Sư Sú Khá cũng tặng hoa nè, nhưng mà bây giờ hỏi lại Sư Dung Nguyễn á, trong cái câu số 3 vừa rồi Sư Dung Nguyễn thấy là mình phân tích đúng hay là sai? Rồi mời Sư Dung Nguyễn nhận định về câu số 3. Dạ con kính đảnh lễ sư ạ. Con kính lãnh lễ mấy bà với cô tu nữ. Dạ con kính chào đạo tràng. Dạ con cảm ơn cô Mita và cô Sức Duy cho con biết tín hiệu ạ. Dạ cái cô số 3 đó thì cô Sức Khá và cô Kim phân tích lại thì con thấy là con bị sai ở cái từ hiếp rồi. Lúc đó lúc con phân tích chữ hí là đoạn âm, nhưng mà con nhìn lại rồi thì và có lẽ là con sai. Dạ hít toa thì hít này là nó đứng nguyên âm đứng sau trước hai cái phụ âm, do đó thì hít này là trường âm nhấn ạ. Dạ do đó thì con thấy con cũng sai rồi. Cô Kim với lại cô Rút Khá tặng hoa cho con chắc là có lẽ là ủng hộ con á. Dạ con thấy con sai rồi ạ. Dạ con kính dâng mít đến cho ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy giá. À
sa thủ Thích Dung Nguyễn. Khi nãy á thì Thích Dung Nguyễn phân tích thì đọc là chữ hít tòa chứ không phải là hít tòa, mà rõ ràng nó là hít tòa. Thích Dung Nguyễn nói rằng đây là một đoạn âm cho nên đọc là hít. Và cái chính cái điểm này cũng ngạc nhiên thấy Sư Kim này và Sư Sú Khá tặng hoa, cho nên mới mời Sư Sú Khá và Sư Kim lên phân tích. Khi mà Sư Kim và Sư Sú Khá phân tích rất là chuẩn, nhưng mà người ta phân tích coi như bị vấp như vậy mà cũng tặng hoa cho người ta hả? Cái này xuống bậy để cho người ta sai, rồi mình xuống cho người ta sai thêm. Cho nên Sư Trung Nguyện phải nhận định lại khi nghe người ta phân tích. Rồi, xà thủ, quá chi đút cha vị tăng hít tòa. Rồi, như vậy là chúng ta cũng đã giải quyết xong câu này ha. Còn câu cuối cùng nè, qua cha giá su cha vị tăng cha về, qua cha giá su cha vị tăng cha về, qua cha giá su cha vị tăng cha về. Rồi, với cái câu cuối cùng này, Sĩ Duyên về tới nhà chưa? Hay là còn lái xe chạy lang thang trên phố? Bây giờ câu cuối cùng này, Sĩ Duyên có thể phân tích cho bà con nghe. Xin mời bàn tay Sĩ Duyên 0319. Trời ơi, sao mà dữ dội vậy? Người ta nó có những cái trường hợp mà cái tâm của người phát sinh lên bộ đề gai nè, sân trước nè, sân sau nè, sân thượng, rồi bây giờ tới sân bay luôn, ghê thiệt. Làm gì mà lên tới phi trường nè ha. Rồi chuẩn bị thăng thiên rồi đó. Rồi như vậy đương bận, bây giờ câu này lần thứ hai thì em xin đôi mà xuất hiện trong room này, thì bây giờ mời ai à? Mời Sĩ Thi Lâm hay là mời Sĩ Thi Đăng nè? Thôi hai chị em quấn tù tì ha, hai chị em quấn tù tì để lên tham gia câu số 4. Sĩ Thi Lâm cũng được, Sĩ Thi Đăng là cũng được, hai chị em nhường nhịn lẫn nhau đi chứ đừng có độc lộn nhau ha. Rồi xin mời. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Con kính đảnh lễ... Dạ, con không biết ai, con kính chào đạo tràng ạ. Dạ, sau đây con xin phân tích. Dạ, con cảm ơn cô Như Hoàng. Qua cha giá su cha thí tăng cha rề. Chữ qua là trường âm thông thường, cha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, xú là đoạn âm, chá là đoạn âm, rí là đoạn âm, băng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, rê là trường âm thông thường. Và trong câu này có hai loại trường âm là trường âm thông thường và trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Trường âm thông thường thì có qua, cha, rê. Trường âm đọc theo giọng nguyên âm thì có tăng, còn lại là đoạn âm, giá, xú, giá, rí, giá. Dạ con có sai, con mời sư sửa ạ. Con xin gửi mít lại sư ạ. Hello.
123 65 à. Coi như bây giờ chị Kim tặng hoa mà không thấy bàn tay nào hết ha. Chị Meta tặng hoa, chị Trung Nguyễn không dám tặng hoa mà xà tú. Như vậy thì đúng hay sai đây? Còn bao nhiêu để ở dưới? Chị Trúc Kỳ Nà cũng tặng hoa luôn hả? Còn những người còn lại vỗ tay, khổ thiệt, vỗ tay cho các anh nghe. Mà tặng hoa như thế này mới thấy rõ ràng chứ. Hai người là thấy đã nhiều rồi. Đây thứ ba, thứ bốn thì chắc chắn rằng là chị Thiên là phân tích không có sai. Câu số 4 này là một câu có hai loại trường âm ha. Trường âm thông thường là chữ qua, chữ cha, chữ rê. Rồi loại trường âm tiếp đó là trường âm tập thể dạng nguyên âm, thì đó chính là chữ tâm. Trường âm thông thường và trường âm đọc theo dòng nguyên âm, hai loại. Còn lại bao nhiêu là đoạn âm? Chữ giá, chữ xú, chữ cha, chữ ri, chữ cha. Tức là năm trường âm ha, năm đoạn âm ha. Năm đoạn âm và bốn trường âm, trong đó là có hai loại trường âm à. Như vậy là cái câu này là một câu mà không giống như ba câu trước. Quý vị thấy tại sao nó không giống? Đúng rồi, một câu có chín âm từ cho nên không giống ai hết. Bởi khó như vậy nên mới mời Sĩ Thiên Lạc. Không ngờ Sĩ Thiên Lạc lên phân tích ào ào ha. Không có sai sót chỗ nào để mà kiếm lỗi. Ê mà đi kiếm lỗi người ta chi ta? Người ta đúng mình phải khen nha. Xà thủ Sĩ Thiên Lạc rất là chuẩn. Lâu lâu cầm micro một cái là đúng rồi chứ không có mới. Bây giờ cầm micro mình đọc sai rồi. Được rồi, xà thủ. Rồi như vậy câu số 4 này có ai thắc mắc gì không? Không có ai thắc mắc thì câu thứ 3 và câu số 4 hai câu sẽ bổ sung ý nghĩa với nhau ha. Qua chi đốt cha vị tăng hít toa qua cha giá sư cha vị tăng cha về. Qua chi đốt cha vị tăng hít toa qua cha giá sư cha vị tăng cha về. Qua chi đốt cha vị tăng hít toa qua cha giá sư cha vị tăng cha về. Rồi quý vị thấy câu cuối cùng nó có đoạn âm nó đi liền với nhau một lần, coi như là giá su giá rí, bốn đoạn âm đi liền với nhau, cho nên chúng ta đọc chỗ này cũng đọc nhanh nhanh qua cha giá su giá rí tầm giá về. Qua cha giá su cha ri tầng cha về. Rồi như vậy thì phân tích trường âm và đoạn âm quý vị cũng nắm vững vấn đề ha. Bây giờ chúng ta ôn lại từ trên xuống dưới. Đề nghị với quý vị là nếu mà có hơi sức thì chúng ta đọc một lần bốn câu, còn chúng ta cảm thấy hơi khó khăn một tí để bảo tồn thực lực thì quý vị đọc hai câu mà thôi, một lần đọc hai câu ha, chứ đừng có bao giờ đọc mất nhất nghĩ. Chúng ta phải nghĩ nơi câu số 2. Bây giờ chúng tôi hướng dẫn để cho quý vị chú ý ha. Quá chi bác phù bằng rắc thầy giá hoa trà giá sẵn vô tổ chi già. Quá chi đốt cha vị tăng hít tòa hoa trà giá sư cha vị tăng cha về. Đó là cái đọc thứ nhất. Cái đọc thứ hai. Quá chi bác phù bằng rắc thầy giá hoa trà giá sẵn vô tổ chi già. Qua chi đốt cha vị tăng hít tòa hoa trà giá sư cha vị tăng cha về.
Thầy đọc lại lần thứ ba. Quá chi bất cô bằng rất thầy giáo hòa trà giá sân quốc tổ si già quá chi đốt cha rị tăng hít tòa hòa trà giá sư cha rị tăng cha về. Rồi lần thứ tư. Quá chi bất cô bằng rất thầy giáo hòa trà giá sân quốc tổ si già quá chi đốt cha rị tăng hít tòa hòa trà giá sư cha rị tăng cha về. Giữ lời đừng phẫn nộ, phòng lời khéo bảo vệ, từ bỏ lời thô ác với lời nói điều lành. Rồi xin mời bạn thầy về. Con xin kính chào sư trí đức, các cô tư nữ và quý Phật tử. Con không thấy ai lên, con thấy có cô Sú Khá Đú Khá mà sao cô không lên, thôi để con lên. Con cảm ơn cô Như Quang Cần và cô Metta đã cho tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc câu pháp cú 232. Quá trì bác cô bằng rắc thầy giác hòa và giác phần vũ tồ si già quá trì đúc cha đi tăng hít tòa hòa cha giá hòa cha giá su cha đi tăng cha rề quá si bắc cô bằng rắc thầy giá hòa cha giá sằng vu tô si già quá chị đúc cha đi tăng hít tòa hòa cha giá su cha đi tăng cha rề quá si bắc cô bằng rắc thầy giá hòa cha giá sằng vu tô si già quá trì đúc cha đi tăng hít tòa hòa cha giá su cha đi tăng cha rề quá si bác cô bằng rắc thầy giá hòa cha giá sằng vu tô si già quá trì đúc cha đi tăng hít tòa hòa cha giá su cha đi tăng cha rề quá si bác cô bằng rắc thầy giá hòa cha giá sằng vu tô si già quá trì đúc cha đi tăng hít tòa hòa cha hòa trà giá su cha đi tăng cha rề. Con đọc một hơi giống như sư không được, sư ơi con không có quýt cái hơi con ngắn ngủn mà. Giữ lời đừng phẫn nộ, phòng lời khéo bảo vệ, từ bỏ lời thô ác với lời điều lành. Giữ lời đừng phẫn nộ, phòng lời khéo bảo vệ, từ bỏ lời thô ác với lời nói điều lành. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con có sai xin sư sửa. Chắc hết rồi, sư cho ba cái bông hoa là chắc cú rồi đó. Con xin trả máy nè, đó. Dạ, con không thấy ai đưa tay hết, con cầm mic, không biết con có giật mic của ai hay không. Dạ, bởi vì máy con không thấy ai đưa tay. Thôi thì con kính lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Dạ, con cảm ơn cô Như Quang, cô Kim và Du Nguyễn cho biết nghe rõ. Dạ, con kính lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và cũng xin trả bài câu pháp cú 232. Quá chi bá cô bằng rắc khay giá hòa trà giá xăng vũ tô si già quá chi đốt chá ri tăng hít tòa hòa trà giá su chá ri tăng chá rề quá chi bá cô bằng rắc khay giá hòa trà giá xăng vũ tô si già quá chi đốt cha ri tăng hít tòa hòa cha giá su cha ri tăng cha rề quá chi bác cô bằng rắc khay giá hòa cha giá sằng vũ tô si già quá chi đốt cha ri tăng hít tòa hòa cha giá su cha ri tăng cha rề
giữ lời đừng phẫn nộ, phòng lời khéo bảo vệ, từ bỏ lời thô ác, với lời nói điều lành. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con cũng xin đọc bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dình ngôn giữ khẩu phải phòng, khẩu ngôn bảo vệ hết lòng mới hay. Xả ly ác khẩu làm ngay, trang nghiêm khẩu hạnh mới tày trượng phu. Dạ, con xin trả mic lại cho đạo tràng. Dạ, con kính lệnh lễ ân Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính lệnh lễ Chư Tôn Đức Tăng. Và con kính lệnh lễ quý bà quý cô tu nữ. Con kính chào các cô chú trong đại tràng ạ. Dạ, con cũng không thấy ai giơ tay cho nên thôi con cũng xin phép con cầm mic ạ. Dạ, con cảm ơn cô Như Quang, cô Mít Ta, cô Kim cho con biết tín hiệu. Dạ, con xin đọc câu Pháp Cú 232. Quá chi cô bằng rắc khay giá hoa cha giá sằng vút tờ xí già. Quá chi đút cha ri tầng hít tòa hoa cha giá su cha ri tầng cha rề. Quá chi bắt cô bằng rắc khay giá hoa cha giá sằng vút tờ xí già. Quá chi đút đúc cha rí tăng hít tòa cha qua cha giá su cha rí tăng cha rề. Quá chi bắt cô bằng rắc khay giá qua cha giá sằng vút tò xí già. Quá chi đúc cha rí tăng hít tòa cha qua cha giá su cha rí tăng cha rề. Dạ, con đọc lại ạ. Quá chi bắt cô bằng rắc khay giá hòa cha giá sằng vút tờ xí già. Quá chi đúc cha rì tăng hít tòa cha hòa cha giá xúc cha rì tăng cha rề. Con đọc lại đó, tại vì cứ bị nó bị bóp nhiều chỗ, con đọc lại ạ nha. Quá chi bác cô bằng rắc khay giá hòa cha già sằng vút tờ xí già. Quá chi đúc cha rì tăng hít tòa hòa cha giá xúc cha rì tăng hít cha hòa cha rề. Dạ, giữ lời đừng phẫn nộ, phòng lời khéo bảo vệ, từ bỏ lời thô ác, với lời nói điều và lành. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Quá cha bắt cô bằng rắc khay giá hòa cha sằng vút tờ xí già. Quá chi đúc cha rì tăng hít tòa cha hòa cha giá xúc cha rì tăng cha rề. Gìn giữ nhìn ngôn giữ khẩu phải phòng, khẩu ngôn bảo vệ hết lòng mới hay. Xả ly ác khẩu làm ngay, trang nghiêm khẩu hạnh mới tày trượng phu. Dạ, bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con cũng đã đọc xong rồi ạ. Con kính dân mít đến cho đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Thầy giá.
Dạ, con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Dạ, con kính chào đạo tràng. Dạ, con cảm ơn cô Như Quang, cô Meta, cô Kim. Cho con biết tín hiệu. Dạ, con xin phép trả bài. Cảm ơn cô Như Quang. Quá chi bác cô bằng rắc khề giá hoa trà giá sầm chú tô xí già. Quá chi đốt chá lý tăng hít tòa hoa trà giá sú chá lý tăng chá rề. Quá chi bác cô bằng rắc khề giá hoa trà giá sầm chú tô xí già. Quá chi đốt chá lý tăng hít tòa hoa trà giá sú chá lý tăng chá rề. Quá chi bác cô bằng rắc khay giá hoa trà giá sầm chú tô xí già. Quá chi đốt chá lý tăng hít tò hoa trà giá sú chá lý tăng chá rê. Giữ lời đừng phẫn nộ, phòng lời khéo bảo vệ, từ bỏ lời thô ác, với lời nói điều lành. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Quá chi bác cô bằng rắc khay giá hoa trà giá sầm chú tô xí già. Quá chi đốt chá lý tăng hít tò hoa trà giá sú lý tăng chá rề. Dình ngôn giữ khẩu phải phòng, khẩu ngôn bảo vệ hết lòng mới hay. Xả ly ác khẩu làm ngay, trang nghiêm khẩu hạnh mới tài phu. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Đức. Dạ con xin lỗi mất lời đạo tràng ạ. Dạ con có sai, con mời xin sửa ạ. Alo, 1, 2, 1, 2, 3, quý vị nghe rõ không? Im ru với chàng ha. Hôm nay trong số có người ra đi đoàn tụ, nên họ tới sớm họ báo, nên chắc cũng phải tham gia thôi. Hướng thỉnh hữu lai, quý vị thông cảm mà tham gia vô rồi, và chính cái vấn đề đó phải chùa phải xử lý rồi. Người cái chuyện đó trước sau thì họ đi trước, mình cũng đi sau. Con đường đi vô Văn Tài thì cái chuyện chắc chắn là ha. Bây giờ học rồi lo học ha. Và nãy giờ là chạy ra ngoài rồi nghe im ru chạy vô, chắc là cái phần này quý vị cũng đã đọc xong ha. Cái phần mà giọng kinh bây giờ chúng tôi ôn lại và qua giọng kệ ha. Quá chi bác cô bằng rất hay giá hoa trà giá sầm vũ tô xí già. Quá chi đúc cha bị tầng hít tòa hoa trà giá sứ cha bị tầng cha rè. Quá chi bác cô bằng rất hay giá hoa trà giá sầm vũ tô xí già. Quá chi đúc
charitam hitwa vacha yesu charitam chave vachi bako bang rakkhai yavacha yasanguto siya vachi duccharitam hitwa vacha yesu charitam chave. Đó là cái dòng kinh ha, chúng ta đọc liền lạc. Còn quý vị hơi ngắn thì coi như dừng lại chỗ si già qua chi bắc cô bằng rất thầy giá hoa cha giá sông vũ tổ si già qua chi đốt cha rị tăng hít tòa hoa cha giá sư cha rị tăng cha về. Như vậy thì qua hai cái đọc thứ hai quý vị cảm thấy dễ hơn không? Và trong dòng kệ thì chúng ta cũng đọc như vậy, tức là đọc một lần hai câu thì cái âm điệu nó bổ sung cho nhau và ý nghĩa nó cũng hòa quyện với nhau. Chứ còn nếu mà chúng ta đọc từng câu một nghe rất khó nghe ha. Quả chi ba cô bằng rất hay giá hoa cha giá sân vô tổ si giá quả chi đô cha rì tăng hiền tòa hoa cha giá su cha rì tăng cha rê quả chi ba cô bằng rất hay giá hoa cha giá sân vô tổ si giá quả chi đô cha rì tăng hiền tòa hoa cha gia su cha rì tăng cha rê quả chi ba cô bằng rất hay giá hoa cha giá sân vô tô si giá quả chi đô cha rì tăng hiền tòa hoa cha gia su cha rì tăng cha rê. Giữ lời đừng phẫn nộ vòng lời, khéo bảo vệ từ bỏ lời thô ác với lời nói điều lành. Rồi bây giờ xin mời quý vị trong giọng kệ thì chắc tương đối dễ đọc hơn ha. Quý vị thấy một câu tám từ thì chúng ta chia ra làm hai, bốn bốn và đọc một lần hai câu để có âm điệu lên và xuống. Rồi xin mời bàn tay của quý vị. Dạ, yeah. Một lần nữa con kính lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính lễ quý bà, quý cô, tu nữ và con kính chào toàn thể đạo tràng và con cũng xin kể câu pháp cú 232 ạ. Quả chi ba cô bằng rắc hay và quả cha gia sao bố tổ sĩ già quả chi đúc cha linh thịt tòa quả cha gia số cha đi tăng cha rề quả chi ba cô bằng rắc hay và quả cha gia sân u tổ sĩ già quả chi đúc cha rề. Dạ con lộn à. Quả chi đúc cha rì tăng hết tòa quả cha gia su cha rì tăng cha rì. Giữ lời đừng phẫn nộ, phòng lời khéo bảo vệ, từ bỏ lời thô ác với lời nói điều lành. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Quả chi ba cô bằng đặc hay và quả cha gia sân u tổ sĩ già quả chi đúc cha rì tăng hết tòa quả cha gia số cha rì tăng cha rề. Nhìn ngôn giữ khẩu phải phòng, khẩu ngôn bảo vệ hết lòng mới hay. Xả ly ác khẩu làm ngay, trang nghiêm khẩu hạnh mới tài trượng phu. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Con xin tả mái lại cho đạo tràng và con xin kính mời người khác kể ạ.
Con một lần nữa kính lĩnh lễ chư tôn đức tăng và quý bà quý cô tu nữ đang hiện diện trong đại tràng. Dạ con kính chào các cô chú anh chị em trong đại tràng ạ. Con không có thấy ai cầm mic nữa hết cho nên là thôi con cũng xin phép con cầm mic ha. Con cảm ơn cô Như Quang, cô Mít Ta cho con biết tín hiệu. Con xin phép là gọi là bài kinh 232 ạ. Cảm ơn cô Như Quang ạ. Dạ. Con để con đọc trước xong rồi con kể sau ạ. Quá cha bác cô bằng rắc thầy giá hòa chát giá sẵn vút tờ xí già. Quá chi rút chá dị tầng hít tòa. Quá cha giá xúc chá dị tầng xúc chá dị tầng chá rè. Dạ. Quá chi bác cô bằng Wa chi ba cô bằng ra khai ya Wa cha ya sang vu to si ya Wa chi đúng cha tăng y toa Wa cha ya su cha li tăng cha re Wa chi ba cô bằng ra khai ya Wa cha ya sang vu to si ya Wa chi đúng cha ri tăng y toa Wa cha ya su cha ri tăng cha re Wa chi ba cô bằng rất cây ya Wa cha ya sang vô tô si ya Wa chi đúng cha ri tăng y toa Wa cha ya su cha ri tăng cha re Giữ lời đừng phẫn nộ, phòng lời khéo bảo vệ Từ bỏ lời thô ác với lời nói điều lành Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu Wa chi ba cô bằng rắc khai ya Wa cha ya sang vô tô si ya Wa chi đúng cha ri tăng y toa Wa cha ya su cha ri tăng cha re Giữ ngôn giữ khẩu phải phòng Xin lỗi, giữ ngôn giữ khẩu phải phòng Khẩu ngôn bảo vệ hết lòng mới hay Xả ly ác khẩu làm ngay Trang nghiêm khẩu hạnh mới tầy trượng phu Dạ, bản dịch của Hòa Thượng Giới Đất à, Dạ, con cũng đã kể xong rồi ạ Bây giờ con kính dâng mít đến cho đạo tràng Nam Mô Bụt Thầy Giá Alo 123123 Thích Mê Ta Sĩ Trung Nguyễn đã đại diện đầu tràng và có được dòng trẻ tương đối ổn định ha chúng ta cái chia ra làm 4 và 4-4 như vậy thì nó sẽ thành ra một cái âm bậc một cái khung bậc mà chúng ta nghe chính bản thân của mình nghe được thì người khác nghe được ha rồi kể thì sao cũng được hết á dòng cao dòng thấp dòng trồng dòng bẩn nhưng mà nghe sao mà nghe du dương trầm bẩn đó là kể không ai có ý kiến về dòng kể nhưng mà nếu mà dòng kinh quý vị đọc mà coi như không ổn thì chúng tôi chỉnh sửa còn dòng kể thì không có chỉnh sửa bởi vì đó là cá tính của mọi người trở lại vấn đề câu Phật ngôn 232, 251, 233, 234 cùng một duyên sự
Tô Phật Ngôn 231 nói về cái thân của chúng ta, nói về cái thân của chúng ta, về phần thân. Mà thân thì có ba cửa, tức là sát sanh, trộm cướp và tà hành trong các dục, do cái thân của chúng ta tạo ra. Còn cái khẩu của chúng ta, ở đây nói về cái khẩu của chúng ta, không nói dối, không nói lời trộm thọc, không có nói lời độc ác, không có nói lời vô ích. Khẩu của chúng ta có từ 4. Thì ý nghĩa của Phật Ngôn này, tức là giữ lời đừng phẫn nộ, tức là nói của chúng ta phải từ hòa, phải khiêm cung, rồi phòng lời khéo bảo vệ, chúng ta phải bảo vệ cái giọng nói của mình, tức là phải bảo vệ sự thật, tức là chúng ta nói ra những cái điều đúng chứ đừng có nói bậy nọ, chúng ta quá buồn mó, cái đó không tốt, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, những cái lời nói mà coi như thô ác, những cái lời nói mà có bất cẩn, những cái lời nói mà đem lại sự đau khổ cho người khác, chúng ta nên từ bỏ. Ở đây một cái sự việc để chúng ta thấy Ngài Xá Lợi Phất, Ngài thực hành cái pháp nhẫn nại mà ai cũng khâm phục. Tuy nhiên có một ông Bà La Môn đó nói rằng, tại không thử thôi chứ, làm gì mà con người có một cái đức khiêm cung, có một sự nhẫn nại, có một cái trường hợp như vậy. Mà chăng đó đó là bậc thánh, còn cái thân này thì phải chịu đau khổ và bệnh hoạn. Thì nói rằng cái người mà không sân, không phẫn nộ thì cái chuyện đó là coi như vô lý. Rồi bà con coi, tôi sẽ thử để coi ổng có phẫn nộ hay không. Và một hôm này Xá Lợi Phất đi khất thực, thế là trên cha già Bà La Môn này á, là cành mè đi theo sau lưng á, đi theo sau lưng, rồi bất thình lình coi như là đập một cái thật mạnh, dùng bàn tay của mình đập một cái thật mạnh ở trên vai phía sau của Ngài Xá Lợi Phất. Đang đi ôm mình bác đi với cái niệm để trước mặt, quê tâm của một cái vị thánh, thì quý vị biết đâu có nghĩ bậy gì hả, nhưng mà bị một cú đánh trời giáng như vậy. Nhưng mà Ngài vẫn oai nghi chân thành, Ngài vẫn khoan thai, nhưng mà không có quay lưng ra sao, không có quay mặt ra sao hỏi hoặc là nhìn đối tượng đó là ai, mà Ngài vẫn bình thản hỏi cái gì vậy, cái gì vậy, là cái nguyên nhân tại sao mà đánh tôi, nhưng mà không nhìn mặt ai đánh hả, Ngài hỏi cái gì vậy. Và Ngài cũng tiếp tục đi. Thái độ của Ngài làm cho ông Bà La Môn này coi như cảm thấy nóng nảy, bực bội, khó chịu. Người ta nói rằng thay vì gặp trường hợp như chúng ta thì quay lại sừng sổ, nghĩa là giận thốn tới người lên, mặt mày tái mét, rồi phun ra những cái lời độc ác, phun ra những cái lời nói mà để mình phóng búa, tôi lỗi vãi gì mà phóng bánh tôi, thế này thế kia. Nhưng mà đối với Ngài tỉnh bơ, trong cái sự tỉnh bơ đó, tức là Ngài kiềm chế những cái lời nói thô tháo, những cái lời nói mà coi như bất mãn, những lời nói của sự sân hận phát khởi, Ngài đã giữ được cái thái độ, kiềm chế được cái lời nói, từ bỏ những cái lời thô ác. Cho nên Ngài nói rất điềm đến cái gì vậy. Và ông Bà La Môn này thấy đức độ của Ngài, sự tu tập của Ngài, kiềm chế cái tâm của Ngài, sự phẫn nộ như vậy, ông mới quỳ xuống. Đành lẽ nghe người ta nói Ngài vậy đó, tu thử Ngài, nhưng mà thật sự Ngài là đúng sự thật, Ngài không có phẫn nộ, Ngài lời nói rất là khiêm
cúng. Cho nên hôm nay thật sự là khẩu phục tâm phục. Thỉnh ngài về nhà tôi, tôi sẽ để bác cúng dường trong ngày hôm nay. Rồi thỉnh bình đáp của ngài sẽ được phát đi về nhà. Rồi bà con á, người ta thấy được cái cảnh đó, nghĩ rằng cái nhà này mất dịch, dám tính với vị thầy của mình, một cái vị tướng quân chính pháp là làm nhục cái giáo pháp của mà mình đương theo đuổi, cái lý tưởng của mình bị xóa mờ đi do cái hình xấu của ông này. Nếu mà ông đánh ngày sẽ là pháp từ bữa nào ông đánh ông này đánh ông kia, thôi bây giờ mình phải dạy cho nó một trận. Và thế là sau khi để bán cúng dường xong, đưa ngài Xá Lợi Phất về, thì bà con mới chặn lại. Anh ấy đối xử với ngài Xá là bất kính, là khi dễ thầy của chúng tôi. Họ mới chuẩn bị đá gậy gọc đường để đập ông kia. Thì ngài Xá Lợi Phất mới can: này bà con, cái ông này ông đã đánh bằng tăng chứ đâu có đánh quý vị, nhưng mà bằng tăng đã tha thứ rồi, quý vị tại sao mà nổi sân lên chi vậy? Chuyện này ông đã biết lỗi, ông đã thỉnh bằng tăng đến để mà coi như cúng dường, đó là một hình thức sám hối, vậy thì hãy tha thứ cho ông ta. Ông ta vì vô minh cho nên mới có những hành động như vậy. Vậy thì chúng ta đừng có phẫn nộ khi thấy một cái sự việc trái ý nghịch lòng, mà chúng ta phải tìm hiểu cái nguyên nhân như thế nào. Bây giờ ông ta đã biết sám hối, đã biết ăn năn, thì chúng ta cũng nên tha thứ ta đi. Và ngài Xá Lợi Phất đã ngăn cái sự phẫn nộ của đám đông, không cho thốt lên những cái lời nói thô tháo, những cái lời nói mà coi như là không kiểm soát được, là muốn đánh đập, muốn hành hạ kia để trả thù. Thì như vậy với cái hành của ngài Xá Lợi Phất kiểm soát được cái lời nói của mình, thay vì ai đánh chúng ta như vậy đau quá thì chúng ta không còn biết tên tuổi của mình là gì nữa, mà nhớ cái dòng họ ông bà tổ tiên của người đánh mình đó, tức là kéo ra một loạt ghét ai ghét cả đường đi, ghét ai ghét cả công chi họ hàng. Chúng ta khi sân hận thì minh mẫn lắm, nhớ toàn nhớ dùng bậy không, rồi chửi người ta thế thua, đào mồ cút mã người ta bằng cái miệng, mà sinh ra bao nhiêu là quan gia nghiệp trước. Vậy thì với câu của con này, chúng ta hãy coi lại cái miệng của mình nói có đúng hay sai. Và thật sự trước đạo tràng chúng tôi cũng xin sám hối, cá nhân của chúng tôi cũng nói bậy nhiều lắm. Chính vì cái vấn đề đó mà ta nhìn nhiều khi mất lòng huynh đệ, rồi đối bà con không hiểu thì cứ nghĩ ồ ta vẫn bà cha lãm nhảm nói bậy, và cái điều đó cá nhân của chúng tôi bị nhiều lắm. Xin quý vị quan hỷ ha, vì muốn tạo cho một cái không khí vui thân mật, đỡ buồn ngủ, để quý vị cùng tham gia và có sự thông cảm nhiều hơn, mong đội tràng hãy tha thứ cho cái phần đó. Rồi bây giờ câu Phật ngôn 223 hôm nay huynh đạo huynh đi vào trễ quá, vậy thì huynh đạo huynh đọc lên cái câu này để chấm dứt buổi sinh hoạt ngày hôm nay ha. Bây giờ là 6:58 rồi. Rồi mời huynh đạo huynh, bây giờ huynh tới mà không có mời lên sinh hoạt thì nói là chúng tôi khi dễ huynh ha, phải không? Bây giờ mời huynh đạo huynh nè, huynh mà đọc xong câu này là chúng tôi đóng rung liền hết giờ rồi. Alo, huynh đạo huynh cầm mic được không? Rồi, không cầm mic thì chúng tôi cầm mic để rồi kết thúc buổi sinh hoạt này nha.
chúng ta sinh hoạt tổ Phật ngôn 232 nói là nghĩa nghĩa của khẩu nghiệp. Mà khẩu nghiệp thì có hai: khẩu trực hành và khẩu thanh hành. Khẩu trực hành tức là chúng ta dùng cái miệng này nói lên những lời bậy bạ, nói dối đông thọc, nói lời trọng tác, nói lời chia rẽ, nói những lời để cho người ta mất đi sự đoàn kết. À, nó bậy nó bạ, cái đó gọi là khẩu trực hành, tức là cái miệng của chúng ta nói những cái điều xấu. Còn khẩu thanh hành, chúng ta nói đúng sự thật. Chúng ta lời nói từ hòa đem lại sự an lạc cho người khác, chúng ta nói để đem lại sự đoàn kết cho hội chúng, và chúng ta nói những cái điều về sự thật và người ta cảm thấy an lạc, thì đó là những cái lời nói được gọi là thanh hạnh, tức là những cái lời nói đúng phải tao nhã thì đem lại sự an vui. Như vậy hôm nay câu Phật ngôn 230, cái miệng của chúng ta để ăn và để nói, để ăn và để nói. Vậy thì ăn sao cho nó đúng, cái gì cúng thì cúng, cái gì ăn thì ăn, nó chia làm hai ha, thiện và ác. Trong cái ăn, ăn cái đúng và ăn cái sai. Rồi trong lời nói của chúng ta cũng có hai: lời nói của chúng ta đúng và lời nói sai. Đúng là thanh hạnh mà sai là trực hạnh. Đúng không có phải là lúc nào cũng đúng, mà đúng đúng lúc đúng thời. Cái sự thật thì chúng ta không thể nói bất cứ giờ phút nào, 12 giờ khuya mà chúng ta nói sự thật, nói lên cái chân lý, nói lên con đường giác ngộ, 12 giờ khuya chúng ta đám nhảm như vậy thì coi những cái đúng là đúng với ai? Người ta ai cũng ngủ cả rồi, mình ra mình tuyên bố sự thật, mình nói tán dương ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng, rồi mình ca tụng, mình tán thán vô cùng đến ngày hay quá, rồi quan hệ từ một mình giữa 12 giờ khuya thì cái đúng đó ai chấp nhận? Thì đúng phải đúng lúc đúng thời, mà đúng lúc đúng thời thì chúng ta khổ quá. Để 2 phút rồi bà con ơi, ai xin quý vị hôm nay cũng làm phiền rất nhiều, và nếu có gì sai sót thì quý vị quan hệ ha. Ê đề là sanh cho quá chê nạ số triệu bố khô tụ sập bản đà. Nhờ lời chân thật này, kinh nhân quả phước lên chư tôn thiện đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiện hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Thầy Gia. Xin thưa quý vị, chúng tôi sẽ được đóng room ngay bây giờ ha. Đó, thì kính chào quý vị, chúc quý vị một đêm an vui, một ngày an lạc. Nam mô Thầy Gia.